Xin chào các bạn. Hello mọi người. Có coi phòng máy chưa? Mấy bạn đó là mấy bạn bương thăm ở dưới đó hả? Mấy bạn đó mướn lại hay là... Rồi trang phục mấy bạn nó có chưa? Có. Sang nữa hả Sang? Ý là mấy thằng đó là nó chuẩn bị là nó chuẩn bị chứ là nó chuẩn bị riêng chứ luôn hả? Chừng nào gọi là tụi nó lên trên đó tụi nó mấy ta? 11. Lần 2 đó. Lần này 15 đi. Con số 15 đến mẹ. 11. Lên kia gặp cả. 11. Nó gì bấm tin lúng chân ở dừng 2 3 trạm. 11. Cái này bấm tin đủ có quỷ này. 11 hả? 11. Nó phiêu đủ quá. Cái này nó phiêu muốn chết luôn. Tưởng đâu lần 1. Chết tiệt, cái thằng chết tiệt này. Sáng giờ là muốn chết tiệt chết chậm nữa. Chửi nó chắc ăn là sẽ có nè. Chửi ai nè. Tới đó hả? Nó tự nhiên bấm xuống tầng 1, giờ tầng 1 lên 11. Số 1 số chết 2. Tiệt. Tự nhiên cái nó bấm xuống 2, bắt đầu lên số 2, cái nó bấm ngược số 1, nó chạy xuống số 1. Giờ nó mới chạy từ lên từ đây lên tới 11. Chết tiệt, chết tiệt. Cái gì anh đang chửi. Nè, nè, mai mốt đi làm dán núm vô nghe, nè ha. Đi mày lại. Nè, nè, đứng như thổi thần. Ừ. Đó rồi. Má sáng dậy mất mưa lên nè. Ừ, sáng mới tới bệnh mưa quá trời mưa. Đâu rồi? 1, 2, 2, 2. 1, 1. Mà góc này kính dơ quá. Cái này khỏi kiến là đẹp ha. Ừ, nó kiến cho em nhớ nhảy ngoài. Sao nhảy vậy nè. Ủa đứng đây mà thấy điện gió đâu mà nhảy. Thấy không? Kìa anh hay hả? Rê. Kìa điện gió. Thấy rồi, thấy rồi. Vậy là điện gió này của Bạc Liêu hay gì nào không ta? Nó có dãy từ của Cà Mau mình đó. Đầm Dơi. Ừ, đầm Dơi. Đầm Dơi đặt rồi. Ồ, cái quê này nhìn thấy tới đầm Dơi luôn ta. Thấy luôn kìa, thấy luôn đó là điện gió này dưới đầm Dơi đó đó. Ừ. Đâu? Đó. Nguyên dãy quạt đen. Nguyên dãy luôn kìa. Đó, nhiều đỉnh trời. Ồ. Đây 50 chụp. Dạ. À 50 chụp thấy á. 50 chụp thấy đó em. Nó cũng lạc dữ. Đó rồi. Ừ. Đủ chưa? Đủ rồi đó. Đó, cho anh tí nhạc lên cho nó phiêu xíu thôi. Rồi mấy anh em xúng qua khiêng cái này ra, tiếp dùm cái. Khiêng cái ghế sofa này ra nè. Khiêng cái ghế này nè, bây giờ khiêng cái ghế này trước để qua bên chỗ mấy chú ghế đang đứng nè. Khiêng kia người ta sẽ khiêng. Mình kêu ăn gót nè. Rồi, đi, ngồi nè. Kéo nó xích ra xíu. À, buông đi, mình kéo cho tôi. Góc này là để ngồi quay chú ghế ngồi xuống, còn góc này là cho chú ghế ra kéo cái gàm thôi. Bung gà. Chú ghế bung lụa. Dạ. 1, 2, 3 đúng rồi. Bung gà mạnh nha. Bắt đầu cái anh đứng chắc tay tôi quần. Ngắm vậy ha. Phan để nó luôn anh đo sáng cái liêm ơi. Mấy góc dưới nè. Rồi, ok, chuẩn bị anh đứng, okay, anh đứng đây nè. Rồi kéo màn lại giùm mình. Rồi diễn chậm cho em thôi. 1, 2, 3, vô. Forever seems like a long time, but nothing seems like a long time. Kéo hai cái mâm này ra đi cho mọi người lên ra trước. Mọi người ra trước đây giùm con đi mọi người, chỗ đó cái này nó hơi cao quá. Người yêu cũ của tôi ơi. Dạ, để tôi nè. All that I've got, it doesn't look like much,
but it sure feels like a lie. Let her take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand. Má chết tiệt, đây vừa ranh giới giữa vùng cấm bay luôn nè bồ. Vừa luôn hả? Ờ. Holy shit, bây giờ nếu mà lấy vết bên này lấy qua thì nó bị phức nhà. Nè bỏ nó anh đẳng gì mình cơ. Take my heart and take my hand again and again. Dạ ơi, chị à, không có đẩy qua đây để lấy cái góc bên hông được nha, chỉ lấy trên thẳng với đầu xuống được nha. Xin mời đại diện nhà ta bước vào sân tịch lệ. Liêm mà nó đút cái máy vô ngay chân cơ. Liêm nó đút cái máy vô ngay chân cơ. Dùm vô em. Em cầm tay le mà em. Em không được đứng đó luôn. Em đứng đây nè, rồi em tay le vô. Mình nên sang là đủ lắm rồi Liêm à. Nên sang quậy đủ ha. Anh nói gì em không sợ là em bị tổn thương hả? Anh nghĩ là Văn làm được em tổn thương quá nhiều rồi, em không còn đau đâu đó. Dạ, kính thưa trường tộc và kính thưa quý tộc, sau khi họ nhà trai đã trình lễ nhập gia, tôi xin được đại diện cho họ nhà gái. Anh xin cảm ơn đại diện họ nhà trai đã trình đúng theo lễ nghi. Xin quý tộc cho một tràng vỗ tay nhé. Và tiếp theo đó về phần sinh lễ của họ nhà trai mang sang cho dịp lễ thành hôn của hai cháu thì gồm có 12 quả. Trong đó có lễ lọc, phần còn lại là... Con lỗi chút xíu. Tắt nơ thôi. Mình tính. Tắt nơ thôi. Gà bẫy. Stop it. Get some help. Cậu vô ngoài ai đi ngang dướng cái lôi sập nguyên này xuống. Được không? Dính không? Cái đó đeo một tay đi, đeo bên cái bên này bên còn tay còn đeo nhất nữa. I'm a bit nervous about being here today. Still not real sure what I'm going to say. So bear with me please if I take up too much. Cô dịnh lên cái đôi bông tay của cô dâu được không các? Như đang đeo vậy đó. Dịnh lên như người đang đeo vậy đó. Rồi nhìn theo máy giùm con cái. Nhìn theo máy thằng ngoài chơi. Là hôm nay là mình đi cái show này có tiền lương có 200 ngàn. Mình mà mình vô mình ăn cái mâm này khoảng 2 triệu mấy anh em. 2 triệu. 3 triệu. 3 triệu.
ơi, cái số tiền mà hôm nay ăn hơn tiền show của mình luôn rồi. 7 triệu. Quá trời ơi. Quá trời luôn vậy trời ơi. Quá trời giống ăn cái Trung Quốc quá à. Rồi tôi không còn biết nào luôn. Run. Giữ liêm sĩ rồi mấy bạn. Nó đạt bay rồi. Bay luôn á. Vậy cuối cùng bên bên kia đó. Bên bên cuối cùng bên này nó hưởng đủ hết trơn, mình đâu có gì đâu. Đây đưa hồi chiếm qua đây hồi chiếm qua đây. Rồi lấy món khác. Chấm mắm tôm quá hả? Tiêu. Tiêu hả? Tiêu ơi, tiêu chanh. Đưa em. Tới hai chén à. Liêm để một chén rồi liêm. Ngon liêm mềm liêm. Cái này ngon mà. Mời các bác nha. Mềm ngon quá. Làm lớn làm lớn. Mềm. Mở nhọn như bảo chung nữa trời.